Giờ thì anh Hào ơi, anh Hào, lắp cửa ăn nhậu cảm thấy chưa được hiểu biết không? Này có chưa được hiểu biết? Anh Tuấn, lúc sau biết phát ra nó má xong mở to lên thế, cả ba kênh lên anh ơi kìa. Alo. Vâng, xin chào mừng các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn kèo đầu 22 giữa Gunny Van Lớp đối đầu với No 1 và BB. Hiện tại thì trên website của aoe.gametv.vn thì đã online cả 4 kênh rồi. Kênh 1 là màn hình máy của No 1 và BB. Kênh 2 là màn hình máy của game thủ Gunny và Van Lớp. Đây là trận thi đấu đầu tiên của trận đấu đầu tiên. Gunny cầm Egypt, còn Van Lớp anh là người cầm Acidian. AC và Egypt đối đầu với cái gì tôi vẫn chưa được cập nhật. Vâng, tí nữa thì chúng ta sẽ xem sau. Vâng, BB và nó một đều đánh ít dân. Như vậy là hai quân chém, tức khả năng là hai quân chém rất cao. AC Egypt. Và có lẽ trận đầu này thì chúng ta sẽ tạm thời nghe máy xem máy cũng như là nghe tiếng game của Gunny đã. Tôi sẽ chỉnh một chút kỹ thuật để có thể mượt mà hơn.
Morris. Joe Contal. Isis. Isis. Malam Isis. Rogan? Malam. Almost.